X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi. Xin chào các bạn đã đến với Hỏi Đáp Đồng Hồ. Chúng tôi sẽ bắt đầu ngay trong số hỏi đáp này. Câu hỏi đến từ bạn Phu Tiểu, có thể là Tiểu Phu đây. Chào hai anh, mình đã mua một chiếc Tissot bên X-Watch Luxury dây kim loại và giờ muốn tìm một mẫu FC dây da. Có mẫu FC dây da nào tầm giá dưới 10 triệu hay không? Cổ tay mình là 15,5, rất mong hai anh tư vấn. Rồi, đầu tiên là cảm ơn bạn Tiểu Phu bởi vì là bạn đã quay trở lại để mua tiếp một mẫu đồng hồ tại X-Watch. Vì tôi thấy là rất nhiều khách hàng đã tin tưởng X-Watch, tin tưởng vào chế độ bảo hành hậu mãi của X-Watch và quay lại để mua một cái mẫu đồng hồ tiếp theo. Đấy thì phải cảm ơn bạn về cái điều đó cái đã. Tiếp theo nữa nào, đối với cả những cái mẫu đồng hồ FC tại X-Watch đang bán bây giờ ấy, thì tôi thấy là một cái mẫu đồng hồ rẻ nhất đó là mẫu đồng hồ FC có mã hiệu là FC200 S5S36. Thì mẫu đồng hồ này đang được bán tại X-Watch với mức giá là khoảng 13 triệu 1. Đấy, với mức giá 13 triệu 1 chúng ta sẽ được một cái đồng hồ nó rất là đơn giản thôi, nó sẽ chỉ có 2 kim thôi, nên là nó sẽ che được đi cái điểm yếu của đồng hồ này, đó là đồng hồ máy quát. Đấy, nhưng mà máy quát của nó thì cũng là máy quát Thụy Sĩ nên là chúng ta không cần phải lo lắng, độ chính xác thì gần như là cực kỳ cao rồi. Đấy, với cái mẫu đồng hồ này thì là một mẫu đồng hồ dây da phù hợp với cả các tiêu chí của bạn. Size mặt là 39mm cũng phù hợp luôn với cả cổ tay tương đối bé của bạn nữa. Đấy, và với cái mẫu đồng hồ này thì tôi thấy là chỉ có một cái điểm trừ duy nhất, đấy là cái núm vặn nó hơi nhỏ thôi. Nhưng đây là mẫu đồng hồ thuộc dòng Slimline. Đấy, Slimline nên là nó sẽ rất là mỏng, khi đeo lên trên tay tôi nghĩ là sẽ cực kỳ thời trang. Và thực ra ấy, là với mức giá như này thì gọi là đắt gấp đôi DW thì nó cũng xứng đáng thôi. Mà nhìn nó đẹp hơn DW rất nhiều chứ, đúng không? Sang trọng hơn chứ. Đấy, thì tôi nghĩ đây là một cái sự lựa chọn mà thôi bạn cứ cố gắng mua lên. Còn nếu không ấy thì bạn chỉ mua được FC theo kiểu dạng hàng cũ thôi. Còn hàng sách tay thì tôi không khuyên ở đây, bởi vì sao? Vì nó còn mang tính chất là độ rủi ro nữa. Cảm ơn câu trả lời của anh Dương. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của Hải Hoàng. Xin chào X-Watch, mình tay khá nhỏ, chỉ khoảng 15,5, cũng là một bạn có size tay nhỏ. Hiện tại mình đang muốn mua một chiếc đồng hồ cơ, dây da, mỏng một chút vì size nhỏ, mà dày khi đeo cảm giác nó càng dày hơn. Tầm giá dưới 10 triệu, có màu xanh nước biển thì càng tốt vì mình mệnh thủy. Với tất cả những tiêu chí này của bạn thì thực sự là tôi tìm mãi mới ra một chiếc đồng hồ. Đó là chiếc đồng hồ Citizen có mã hiệu là NH824057L. Cái mẫu đồng hồ này thì phù hợp với cả các tiêu chí của bạn, ví dụ như là nó có mặt xanh này, size mặt cũng ở mức độ bình thường 39mm, khá nhỏ, là khá nhỏ đúng không? Đấy, tiếp theo nữa là cái yêu cầu là đồng hồ cơ, chắc chắn rồi, đây là đồng hồ cơ. Cái đồng hồ mà tôi giới thiệu cho các bạn ấy thì là đồng hồ dây kim loại, tuy nhiên bạn hoàn toàn thể độ dây da lên đây được. Đấy, tôi không biết là tại sao là bạn lại thích dây da, có thể là bạn thích cái sự mềm mại. Thì cái đồng hồ này nó cũng phù hợp với cả cái sự mềm mại đó, ở việc là nó có dây kim loại mắt nhỏ. Đấy, còn nếu bạn không thích, bạn hoàn toàn có thể thay dây da rất dễ dàng. Bây giờ chúng tôi sẽ cùng nói kỹ hơn một chút về cái mẫu đồng hồ này nhé. Mẫu đồng hồ này thì có số la mã rồi, tương đối là cổ điển. Có lịch ngày, lịch thứ là đủ để cho chúng ta có thể thực dụng để xem được. Đấy, đồng hồ có 3 kim. Và đặc biệt nữa là với cái tầm tiền khoảng dưới 8 triệu với một thương hiệu đồng hồ Citizen, chúng ta đã có thể lựa chọn được kính sapphire rồi. Chính xác. Đấy, đấy là những điểm mạnh của chiếc đồng hồ này, đúng không nào? Kháng nước ở mức độ 50m cũng là một cái mức độ kháng nước mà tôi thấy là ổn đối với một mẫu đồng hồ như thế này. Và thêm nữa là bạn nói là bạn cần một cái đồng hồ mà nó mỏng ấy, thì 11mm là tôi thấy là mức độ bình thường, không độ phải là quá mỏng đâu. Ừ. Tại vì thực ra máy cơ mà, máy cơ đúng thì rồi. Thực ra rất khó để làm mỏng. Mà những chiếc đồng hồ nào máy cơ mà đã mỏng thì giá rất đắt. Chính xác. Thì cái này nó chỉ được ưu điểm là cái đường kính nó nhỏ thôi. Chứ đúng rồi. Độ dày thì tôi nghĩ là nó không phải là độ dày quá là tối ưu đối với bạn. Nhưng mà tôi nghĩ là cái này phải trên tay, bởi vì là mình nói về nhỏ to nó hơi khó, nó dáng tay nữa. Thì bạn hãy cố gắng thử trên tay đi, đến các cửa hàng X-Watch gần nhất thì có thể trên tay cái mẫu này. Thì sẽ cho một cái cảm giác nó chuẩn hơn. Thế còn dù sao đây là hình ảnh thôi thì nó cũng không hơi khó để nói, đúng không nào? Đúng rồi. Rồi, tiếp theo nhé. Bạn Minh Đình Quang có hỏi rằng: chào hai anh, em sinh năm 97, đang đi làm văn phòng, cổ tay 14,5cm. Đấy, lại là một người cũng có cổ tay nhỏ rất nữa. Nhỏ. Với tầm giá 7 triệu, có thể hơn một tí, em nên chọn mẫu nào phù hợp? Đặc biệt là em thích Open Heart, em xin cảm ơn. Chính vì bạn thích Open Heart mà tay bạn lại rất nhỏ, nên là tôi nghiêng ngay về mẫu đồng hồ Orient Golden Eye phiên bản thứ 2. Mặt vàng đấy, chưa mặt vàng. Đúng rồi, cái mẫu đồng hồ này thì có Open Heart ở góc 9 giờ rồi, rất phù hợp với bạn rồi. Và đặc biệt nữa là size mặt 38,5, có phải là quá phù hợp với bạn không? Độ trữ nước ở mức độ 50m là cũng là ổn. Và đặc biệt là
kính là kính tráng sapphire đấy nhá anh Hùng nhá. Đấy, với mức giá là 7,5 triệu anh thấy thế nào? Tôi nghĩ rằng đây là một lựa chọn quá ổn với bạn, bởi vì là nó open heart kết hợp với việc size tay nhỏ, đường kính nhỏ là rất là phù hợp. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là Orient có lẽ trong những năm tới thì nên cố gắng cải thiện hơn một chút về những cái mẫu open heart của họ, bởi vì anh nhận thấy là Orient Bambino open heart nó cũng y hệt thế này này. Đấy, cái form dáng đấy rất quen thuộc. Hay là Orient Sebastiano, đúng rồi, open heart nó không kiểu thế này. Thế nên là Golden Eye open heart nó cũng na ná như vậy. Tức đúng là rõ ràng là tất cả những cái dòng của Orient open heart sử dụng open heart nó đang có một cái form dáng nó tương đối là giống nhau. Nó chỉ thay đổi cái đường kính này, nó chỉ thay đổi một chút cái cọc số thôi, cái hình dáng hình cọc số khác nhau thôi, và cơ bản là giống nhau. Và nó cũng thay đổi ở cái chỗ là cái sản phẩm này là mặt của nó là mặt tương đối phẳng, nó không bị cong. Đấy, nó thay đổi mỗi tí. Tất nhiên thì đây vẫn là một thiết kế đẹp, chứ nó tôi không nói là xấu. Tuy nhiên dòng nào mà open heart cũng như thế, nên đâm ra gây cho một người dùng một cái cảm giác nó hơi bị thiếu sáng tạo. Đúng rồi. Đấy. Thế còn dù sao thì đây nói đi nói lại thì vẫn là một dòng sản phẩm rất là hợp với bạn, với giá là khoảng 7,5 triệu bạn nhé. Ok, thì em chuyển sang câu hỏi tiếp theo nào. Bạn Hải Tinh Nguyễn, mình có chiếc đồng hồ Orient được tặng nhưng không biết là hàng real hay là fake, vì mình không phải là chuyên gia về đồng hồ, nhưng là đồ kỷ niệm nên rất là muốn sửa. Nếu rõ là hàng fake thì không biết Xwatch có sửa không, và nếu không sửa thì có thể giới thiệu cho mình địa điểm nào uy tín thì có thể sửa không, mình cảm ơn. Rồi, đầu tiên là cảm ơn bạn đã tin tưởng Xwatch và các chuyên gia đồng hồ của Xwatch. Thì đối với cả cá nhân tôi thì tôi thấy là như thế này, bạn cứ mang đi thẩm định cái đã để biết được xem là cái kỷ vật đó của chúng ta là hàng thật hay là hàng fake. Thực ra lại kể cả nó là hàng fake đi chăng nữa, chúng tôi luôn luôn là bài trừ hàng fake. Nhưng với một sản phẩm là kỷ vật thì nó luôn luôn có một cái giá trị rất lớn đối với chính chúng ta. Đấy, nhưng mà trên quan điểm và tôn chỉ của Xwatch đó là chúng tôi sẽ không sửa hàng fake. Đấy, thì hơi đáng tiếc một tí. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể sửa bên ngoài được. Đấy, còn những địa điểm sửa chữa uy tín ở bên ngoài thì thực ra là tôi cũng không nắm rõ lắm, bởi vì ngoài những địa điểm ở Xwatch ra thì tôi cũng không để ý những địa điểm sửa chữa bên ngoài. Chúng ta cũng có thể search rất là dễ dàng ở trên Google thôi. Đấy, nhưng mà nếu mà bạn muốn tìm những địa điểm uy tín như này thì bạn nên bạn sẽ lên các cái group về đồng hồ, bạn post vào đó một bài post là em có một đồng hồ như này, em muốn sửa thì không biết là chỗ nào sửa uy tín, thì cộng đồng sẽ hỗ trợ support bạn một cách tối ưu hơn. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn. Câu hỏi của bạn Hải Tinh Nguyễn. Tiếp theo là bạn Đông Vũ Văn. Đấy, do đặc thù công việc của em chỉ đeo đồng hồ được vào ngày cuối tuần thôi. Và vì đam mê nên là em mua hai chiếc Sun 3 và Tissot luôn. Em cũng mua luôn hộp xoay. Và em theo dõi và so sánh đồng hồ qua điện thoại. À, hình như đây chính là một cái bạn đã có câu hỏi từ đợt trước đúng không? Đúng rồi, bạn ấy nói rằng là Orient Sun Moon 3 của bạn ấy chạy chính xác hơn là Tissot mà anh em mình không tin đấy. Rồi rồi, và Sun 3 chính xác hơn Tissot, thành hai nhiều. Và cho em hỏi rằng là tầm này em có khoảng 20 triệu. Đấy, nên mua đồng hồ cơ nào thì hợp mấy loại Thụy Sĩ. Tức là như vậy là bạn ấy đang có hai chiếc rồi. Sun 3, Sun Moon 3 của Orient và chiếc tiếp theo của Tissot rồi. Nếu bạn ấy muốn mua thêm một chiếc nữa khi bạn ấy có 20 triệu trong tay thì chúng tôi sẽ có một lựa chọn, đó là tiếp tục sẽ là một chiếc Tissot nữa, bởi vì bạn nói là Thụy Sĩ mà. Thì vâng, đây sẽ là dòng Tissot Lerlock. Cụ thể là chiếc T41.5.423.53. Thì dòng Lerlock này các bạn nhìn thấy rằng nó là một thiết kế nó rất là cổ điển, đơn giản. Đấy, và là một trong những bộ sưu tập rất nổi tiếng của Tissot. Khi mà bạn mua chiếc Lerlock này thì bạn sẽ có sở hữu trong tay một cái sản phẩm thuộc bộ sưu tập D-Classic. Nó có size mặt tương đối là nhỏ thôi, 39.3mm. Kiểu máy của nó là sử dụng máy automatic, máy ETA của Thụy Sĩ. Đúng rồi. Như vậy là tôi thấy đây là một chiếc đồng hồ có chất lượng khá là ổn. Nhưng mà không biết là cái Tissot lần trước tôi không nhớ rõ là bạn đang sử dụng Tissot dòng gì. Đấy, nhưng mà nếu mà dòng Lerlock rồi thì chúng ta cũng có thể lựa chọn những dòng khác, ví dụ như là vòng Vizodes chẳng hạn. Và cái dòng này thì nó sẽ có thêm một cái ô lịch thứ song song với cả ô lịch ngày ở góc 3 giờ nữa. Đấy, đấy là cái điểm nhấn thêm. Thế còn nếu mà bạn thích cái dòng mà nó tích góp được lâu ấy, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn Tissot Powermatic 80 được. Đấy. Thực ra thì cả ba dòng này tôi đều thấy rằng là có một cái thiết kế nó đi theo một ngôn thiết kế giống nhau. Đúng không? Nó không phải quá khác nhau. Tuy nhiên thì đây là như này, Lerlock thì nó sẽ là hoàn thuần là cổ điển. Đúng rồi. Vizodes nó sẽ thêm một tính năng nữa. Lịch thứ. Thế còn Tissot Powermatic 80 thì sức mạnh lại đến từ bộ máy. Đúng rồi. Nhưng mà bạn lưu ý là nhá, khi mà nó có một cái trữ lượng tích góp lớn thì nhà sản xuất cũng đã thừa nhận rồi, họ đã phải giảm thiểu đi cái sự chính xác của đồng hồ, nên là đồng hồ của Powermatic 80 nó sẽ có độ chính xác kém hơn một chút so với những dòng khác. Nên nếu bạn muốn chinh phục thêm thì hãy lựa chọn chiếc Tissot Powermatic 80 vào dòng Chronometer.
đấy, nó có tính năng, nó có chứng nhận của COSC về độ chính xác của nó, thì đấy sẽ là một chiếc đồng hồ cực kỳ chất lượng mà Tissot mang lại cho khách hàng. Đúng rồi, tuy nhiên là mức giá của nó thì chắc chắn là không thể 20 triệu được. Không thể 20 triệu được. Đúng rồi, nó sẽ là 30 mấy và 40 triệu bạn ạ. Rồi, thì trên đây là chúng tôi đã đưa ra cho bạn 3 cái dòng đồng hồ khác nhau của Tissot, và hy vọng rằng bạn sẽ có thêm một cái đồng hồ nữa về trong tủ đồng hồ của mình. Và trên đây cũng là những câu hỏi của số tuần này rồi. Và rất là vui vì chúng tôi tiếp tục được gặp với các bạn đều đặn như thế này. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu hỏi đồng hồ tiếp theo. X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi.